Do nước sông Thao tiếp tục lên cao, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống lũ lụt, bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân. Tại huyện Cẩm Khê, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã huy động lực lượng khoảng 500 người gồm công an, quân sự, dân quân tự vệ và nhân dân của các xã Tuy Lộc, Tiên Lương, Tùng Khê cùng các phương tiện, vật tư máy móc, bao tải, xe chở đất tham gia đắp chống tràn tuyến đê ngòi rành đoạn qua xã Tuy Lộc. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cẩm Khê yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã thị trấn tiếp tục trực 24/24 giờ, theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến mưa lũ, không được chủ quan lơ là, chủ động ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra, qua đó đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân. Trước đó, huyện Cẩm Khê phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức di rời khẩn cấp 15 hộ dân đang canh tác tại bãi Phú Động thuộc khu Phú Động và các hộ dân ở khu Văn Phú 3 đều thuộc thị trấn Cẩm Khê. Còn tại huyện Hạ Hòa, hiện nay mực nước sông Thao tại Ấm Thượng đã lên mức báo động 3. Lũ sông đã tràn các tuyến đê trên địa bàn huyện tại quốc lộ 32C, quốc lộ 2D, đê bao Đồng Phạm, đê bối Liên Phương, thị trấn Hạ Hòa. Trước tình hình trên, các lực lượng tại huyện Hạ Hòa đã phối hợp với lực lượng Sư đoàn 36 của Quân khu 2 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với hơn 400 chiến sĩ tổ chức sơ tán dân ở khu vực ven sông, vùng thấp trũng của thị trấn Hạ Hòa và các điểm xung yếu. Trên tinh thần khẩn trương, cuối giờ sáng nay, các lực lượng đã tổ chức di dời người và tài sản cho gần 2.000 hộ dân và tiếp tục rà soát người dân ở những khu vực có nguy cơ ngập lụt để tiến hành di dời khi nước dâng cao. Huyện Hạ Hòa cũng đã chủ động nơi ở, lương thực, thực phẩm, nước uống để cung cấp cho người dân thuộc diện di dời, đảm bảo đời sống cho người dân. Tại huyện Đoan Hùng, đêm ngày 9 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đoan Hùng đã huy động hơn 200 nhân công cùng phương tiện máy móc đã vận chuyển 400 mét khối đất vào các bao tải để gia cố cho khu vực đê ngòi Han thuộc thôn Đông Dương, xã Hùng Xuyên, huyện Đoan Hùng có chiều dài 80 mét để ngăn lũ. Tuy nhiên đến sáng nay, mực nước tại khu vực này tiếp tục dâng cao, tràn qua mặt đê. Chính quyền địa phương đã báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện để tiếp tục vận chuyển đất vào các bao tải để gia cố thêm. Trước tình hình phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Đoan Hùng đã ra lệnh báo động Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã ven sông Lô, sông Chảy triển khai vật tư phương tiện theo cấp báo động, tăng cường tuần tra canh gác phát hiện mọi sự cố hư hỏng của đê kè cống và có biện pháp xử lý kịp thời. Sau khi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh báo động số 1 cho huyện Phú Ninh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã phân công cụ thể các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy viên trực tiếp chỉ đạo tại các xã, đặc biệt là những vùng có nguy cơ sạt lở, ngập úng, ứng trực 24/24 giờ, thực hiện phương án 4 tại chỗ, sẵn sàng phương tiện, nhân lực để chủ động đối phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Các lực lượng công an, quân sự tăng cường bám sát cơ sở, huy động lực lượng tổ chức di rời khẩn cấp các hộ dân tại khu vực nguy hiểm, đặc biệt là khu Long Châu, xã Bình Phú, huyện Phú Ninh. Hệ thống đài truyền thanh cơ sở tăng cường thời lượng tuyên truyền 30 phút một lần, thông tin về tình hình diễn biến thời tiết, động viên bà con đang sinh sống bên ngoài đê chủ động di rời vào khu vực đảm bảo an toàn. Các địa phương tăng cường tuần tra, canh gác, phát hiện mọi sự cố đê, kè, cống, trạm bơm và có biện pháp xử lý kịp thời. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn huyện Thanh Ba đã xảy ra tình trạng sạt lở ngập úng nhà cửa tại các xã Mạn Lạn, Hoàng Cương, Chí Tiên, Thanh Hà, Đỗ Xuyên. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thanh Ba đã chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ di rời 93 hộ gia đình ở những khu vực bị ngập và có nguy cơ sạt lở cao. Cùng với đó, huy động tổ chức các lực lượng tại chỗ nhanh chóng xử lý khắc phục và bố trí lực lượng chốt tại những khu vực ngập, nguy cơ sạt lở đất để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi di chuyển. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thanh Ba đã tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ ứng phó với ngập lụt, chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì lực lượng phòng chống lụt bão, đề cao cảnh giác, đặc biệt yêu cầu các xã ven đê tổ chức rà soát, lập phương án di dời nhân dân đến nơi an toàn. Vào hồi 10 giờ sáng nay mùng 10 tháng 9, mực nước sông Thao đoạn chảy qua thị xã Phú Thọ đã chạm mức báo động 1. Với dòng chảy xiết và dự báo mực nước có thể sẽ tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới, lãnh đạo thị xã Phú Thọ yêu cầu xí nghiệp thủy nông Lâm Thao thực hiện nghiêm công tác thường trực, trực ban theo dõi chặt chẽ thông tin cảnh báo dự báo và diễn biến mưa lũ để kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã, từ đó thông tin cảnh báo đến các khu dân cư và người dân chủ động phòng tránh ứng phó.
yêu cầu các địa phương ven sông như phường Phong Châu, xã Hà Thạch, xã Thanh Minh tuyên truyền để bà con nhân dân tuyệt đối không vớt củi trên sông ở thời điểm này và luôn chủ động sẵn sàng nếu phải di dời khi có thông báo của chính quyền. Trước sự cố sập cầu Phong Châu do ảnh hưởng của thiên tai, sáng nay lãnh đạo huyện Thanh Thủy đã đi kiểm tra các cây cầu nối huyện Thanh Thủy với các địa phương. Sau khi kiểm tra thực tế tại cầu Đồng Quang nối đường tỉnh 414 thuộc địa phận xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội với tỉnh lộ 37 thuộc địa bàn xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, lãnh đạo huyện Thanh Thủy yêu cầu cơ quan chức năng thường xuyên trực 24/24 giờ để phân luồng giao thông, chia tải cho cây cầu, cân trọng tải và yêu cầu các phương tiện giữ khoảng cách khi lưu thông trên cầu. Đối với cầu Lương Nha, nối xã Tu Vũ với xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn, yêu cầu phải cắm biển cảnh báo, cấm hoàn toàn ô tô, chỉ cho xe máy và người đi bộ lưu thông qua cầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cầu và người dân. Các phương tiện khi di chuyển từ Thanh Thủy lên Hòa Bình đi theo hướng đường tỉnh 37G qua cầu Ngò Lạt, km 30 đi lên quốc lộ 70B. Lữ đoàn công binh vượt sông 249, binh chủng công binh Bộ Quốc phòng phối hợp với huyện Tam Nông đang triển khai khảo sát, đánh giá, chuẩn bị cho công tác lắp cầu phao thay thế tạm thời cầu Phong Châu mới bị sập. Ngay sau khi nhận được lệnh, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn công binh vượt sông 249 hành quân lên xã Hương Nộn, huyện Tam Nông thực hiện nhiệm vụ với hơn 198 cán bộ chiến sĩ và 78 phương tiện các loại. Hiện tại các thiết bị sẽ được tập kết tại khu 5 Hương Nộn, huyện Tam Nông. Trước mắt, lực lượng chức năng huyện Tam Nông triển khai các phương án phân luồng giao thông từ xa, hướng dẫn các phương tiện đi theo các hướng cầu Ngọc Tháp nối thị xã Phú Thọ với Tam Nông, cao tốc Nội Bài Lào Cai, cầu Đồng Quang Tam Nông Thanh Thủy, bố trí lực lượng canh gác cắm biển, rào tôn hộ lan cảnh báo khu vực nguy hiểm, cấm người và phương tiện đi lại, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực. Sau đó căn cứ vào điều kiện thời tiết, thủy văn, tốc độ dòng chảy, ban chỉ huy mới quyết định thời điểm lắp đặt cầu phao cũng như phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ tại địa phương. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hai hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật và kinh tế văn hóa xã hội nhiệm kỳ 2019-2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Nhiệm kỳ qua, mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội đồng tư vấn được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ và có hiệu quả. Các hội đồng tư vấn đã bám sát chương trình nhiệm vụ công tác năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để thực hiện việc tư vấn các nội dung có liên quan. Các ý kiến tham gia góp ý chất lượng, hiệu quả sâu sắc đã giúp cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh kịp thời phát hiện, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhiều vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Hải mong muốn trong thời gian tới, hai hội đồng tư vấn tiếp tục tăng cường hoạt động tư vấn tham vấn cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực xây dựng pháp luật, chế độ chính sách. Chủ động tham gia hoạt động giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về việc kiện toàn hai hội đồng tư vấn nhiệm kỳ 2024-2029. Hôm nay kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống của ngành thuế, mùng 10 tháng 9 năm 1945, mùng 10 tháng 9 năm 2024. Những năm qua, ngành thuế Phú Thọ đã có những bước phát triển nhanh, vững chắc, khẳng định vị thế then chốt quan trọng trong hệ thống tài chính quốc gia. Cùng công tác thu ngân sách nhà nước, ngành thuế đặc biệt quan tâm thực hiện các chính sách tài khóa hỗ trợ, đồng hành với người nộp thuế, góp phần tạo nên những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội. Để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024. Những chính sách này đã thêm nguồn vốn quay vòng để doanh nghiệp người nộp thuế ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh. Chính sách giãn thuế của Chính phủ vừa ban hành vừa rồi thì cũng giúp cho chúng tôi là giảm bớt được những cái áp lực về vấn đề nộp thuế. Và trong thời điểm hiện nay thì đồng thời cũng giúp cho doanh nghiệp có thể có thêm cái nguồn tiền để gia hạn và tái đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đây là lần thứ 5 liên tiếp chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế được thực hiện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn dịch bệnh và ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu. Từ tháng 6 năm 2024, Nghị định 64 có hiệu lực, đến tháng 8 năm 2024 đã có trên 600 tổ chức doanh nghiệp, hộ kinh doanh đề nghị gia hạn thuế, ước tính số tiền hàng trăm tỷ đồng. Ngành thuế Phú Thọ đã và đang triển khai nhiều giải pháp để giúp doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách gia hạn đúng, đủ, kịp thời. Cục thuế tỉnh Phú Thọ
đã thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền đến doanh nghiệp và người dân thông qua các kênh truyền thống cũng như là các kênh điện tử của ngành. Qua nắm bắt được cái kết quả tuyên truyền thì chúng tôi thấy được rằng là người dân, doanh nghiệp rất hài lòng khi chính phủ đã ban hành cái chính sách tài khoá này. Hàng loạt các chính sách ưu tiên được ngành thuế triển khai những năm qua được xem là động lực đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển mà không ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách. Trên 700.000 tỷ đồng là tổng gói hỗ trợ giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023 mà ngành thuế cả nước thực hiện. Ước tính số tiền gia hạn trong nửa cuối năm nay là 84.000 tỷ. Mọi thành phần trong nền kinh tế đều được thụ hưởng ưu đãi từ chính sách này. Những cái khó khăn của đơn vị rất lớn như thị trường, tuyển dụng lao động. Cơ quan thuế đã giúp đỡ nhiều qua các chính sách thuế, mong rằng đơn vị tiếp tục nhận được sự quan tâm để phát triển. Số thu ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đều vượt dự toán, trong đó nguồn thu từ sản xuất kinh doanh ngày càng lớn, cho thấy hiệu quả của các chính sách tài khoá trong phát triển kinh tế xã hội và cả những nỗ lực của ngành thuế trong công tác thu ngân sách. Các chính sách thuế được duy trì liên tục suốt những năm qua cũng cho thấy sự lắng nghe, đồng hành của Quốc hội, Chính phủ, của ngành thuế với doanh nghiệp đã tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, tạo ra cơ hội, động lực để doanh nghiệp phát triển bền vững.